Để thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng quân sự địa phương, Đảng ủy quân sự các huyện Yên Khánh, Nho Quan, Kim Sơn vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị tại huyện Yên Khánh. Năm 2020, Đảng ủy quân sự các huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Nổi bật là công tác tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đảm bảo tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Về phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo năm 2021, Đảng ủy quân sự các huyện xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức tốt việc đón nhận, tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt các phương án sẵn sàng tham gia phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.